Ok, mình đã quay trở lại game rồi đây. Enter to start. Rồi, đây là màn hình chờ. Chúng ta sẽ vào phần đây, menu. Ở đây thì tới option đây rồi. Ở đây là cái gì đây? Control. Đây là các nút sử dụng trong game nha các bạn. Hãy ghi nhớ để chiến game cho nó đã nhất. Như nào? Mình sẽ để mặc định mọi thứ. Sau đó thì mình sẽ ra graphic. Đúng rồi. Cái này thì mình sẽ để mặc định luôn. Khi các bạn mới vào game ấy thì nó sẽ hiện ra một cái bảng, đó là graphic content. Contenter ấy, thấy chưa nào? Content ấy. Thì ở đó các bạn ấn yes nhá, là nó sẽ tự động hiệu chỉnh cho các bạn cái phần graphic setting ở đây. Chưa nào? Còn mình thì mình sẽ thử hết Ultra 2 các kiểu xem sao. Càng mình càng 050. Lúc đầu đó điều chỉnh cho mình thì cũng chỉ là mấy cái phần về medium thôi. Rồi mình cứ mắc Ultra lên chơi cho đã. Kệ nó, không vấn đề. Bởi vì những cái bản game game crack ấy thường nó nhẹ rất là nhiều so với cả những bản game chính thức. Bây giờ là mình sẽ chuyển hết cỡ xem sao. Lag thì mình sẽ ra chỉnh lại, không vấn đề gì cả. Sau khi đã chỉnh xong thì các bạn ấn ESC, sau đó thì chọn yes ở đây nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào game chiến thử thôi nhỉ. Còn chờ gì nữa nào? Đây rồi. Vào màn hình chờ. Vào phần campaign. Welcome to campaign. Continue. Chọn nhân vật nữ hay nam nào? Thôi, nam đi. Chiến tranh mà. Bây giờ chọn khuôn mặt à? Đây. Trông đẹp trai đấy. Chế độ. Các bạn thích thì harder các kiểu. Mình sẽ chỉ harder phát nhỉ? Đổi gió tí. Mọi game game nào gần như game nào thì là FPS mình hướng dẫn các bạn crack thì đều mình chọn recruit hay là regular cả. Rồi, sau khi đã xong cái gender là vật play typical chế độ ok. Confin, chiến nào. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi Black Ops 3 chế độ đó là harder. Human bioaugmentation has become commonplace throughout the developed world. Cinematic à? Sao tua qua vậy? Đây là bối cảnh tương lai các bạn ạ. Superstorms continue to hammer the region, hampering relief efforts. À, đây rồi, giữ chuột to skip. À, các bạn đợi một tí nhá. Để mình xem là mình nói các bạn có nghe được gì không á. Còn mình có biết chỉnh âm lượng á. Được rồi. Sau khi test xong thì mọi thứ có vẻ hoạt động ổn định cho nên bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá. Alt Enter. Room game. Chiến game nào các bạn ơi. Game này trước đây thì mình đã download và cài khá là lâu rồi. Mà thực sự là thời điểm mà mình download cái tựa game này về ấy, thì cái máy của mình khá là yếu bởi vì nó chỉ có RAM 4GB thôi. Cho nên là mình không tự tin cài và chơi. Bây giờ RAM mình lên 8GB rồi thì mình có thể vô tư chiến rồi, không vấn đề gì cả. Thời điểm hiện tại thì RAM 8GB là có thể chiến được tất cả các game nha các bạn. 4GB thì nó đã bị giới hạn một số game, không chơi được. Chúng ta đang ở một chỗ khí ho có gáy nào đó. Divert course for landing. Và xem một đống màn hình trông rất là hiện đại. Khoan đã các bạn. Hình của mình bị nhảy thì có lẽ là cái phần graphic mình chỉnh hơi cao rồi. Mình sẽ để 2 thôi. Ờ 2 thôi vậy. Hình của mình nó hơi bị giật á. Có nghĩa là triệu chứng đó là của FPS nó bị tụt thôi. Rồi mình sẽ giảm bớt xuống một chút xem nó có vượt hơn. Đây rồi, nhân vật chuyển động có vẻ là thật hơn rất là nhiều các bạn ạ. Nó không còn bị đứt hình nữa. Rất là sắc nét, rất là mượt. Ok. Ngon đấy. Máy mình lại yếu vậy sao? What the fuck? Cái gì đấy? Bạn bè à? All is good down here. Possible malfunction at your end? Gì gì vậy? Fire now. Firing. Ok, bắn. Thích thì bắn thôi. Ta có điều kiện mà. Hả? Ôi. Ui giời ơi, tính toán hay chưa. Bắn ra mà rơi cho vỡ đầu. Ai nhìn thanh niên đội trưởng này. Không phải tin tưởng những thằng như thế này được. Sao để một thằng như thế này nó lại làm cái công việc đội trưởng nhỉ? Được rồi. Hả? Ok, easy. Ui, súng quá trời nữa các bạn ơi. Mà sao lại đổi? What? Sao đổi? Thôi à? Không đổi được súng các bạn ơi. Mình đã thử mọi nút rồi.
While they're busy dealing with the crash, these uniforms should allow us to slip by. Rồi đi. C chụp cú đao. Ấn C để ngồi xuống các bạn ạ. Cái gì đấy? Security stations across the way in the tunnels. Once there, we'll be able to pinpoint the minister's exact location. Heads and weapons. Ôi, nhặt hết, nhặt tất cả gì chúng ta thấy, đúng không nào? Đây à? Hendrik. I'll follow your lead. Ủa, chúng ta vừa bắn cái máy bay ở đây mà. Ôi, cháy. What the fuck? Ủa, không cứu à? À quên, chúng ta đang ở giữa lòng địch mà nhỉ? Chúng ta vừa bật máy bay mà. Gì đây anh? Căng vậy anh? Ui, ui dồi ôi. Cùn ngầu đấy. Hả? Tù binh nhỉ? Nhớ hiểu là chúng ta đang ở đây làm gì nhỉ? Ê, hey, đợi với. Anh Hendrik. Ây da. Rồi, họ đi rồi. Xong mình có thể chạy tông ngông như thế này. À đâu rồi, mình mặc quần áo hơi giống của nó rồi phải. Quay chúng ta đang giả dạng thôi. Taylor, we're at the security station. Moving to secure. Moving to security. Let's do this. Let's do it. Làm thế thôi. Ui, mẹ vô lý. Là chúng ta mới là người phải làm cái việc đó nhỉ? Sao trong game mà chúng ta lại làm nhân vật phụ à? Vãi trưởng vậy. Ôi giời. Gì đây? Camera control. Điều khiển camera. Security status. Spec to trên camera pet. Waiting for hit on facial. Đấy ơi. Other hostages. Mọi thứ có vẻ. I thought it was only the minister. Mà đấy. So did I. Ui. Poor sons of bitches. The inner suit. Thanh niên này cơ bắp ngon nhỉ. Nhưng mà ăn đòn đi em, ăn đòn đi em. Ui, nó tra tấn rồi. Ai chưởng Taylor. Có vẻ đây là những người đồng đội của chúng ta các bạn ạ. Và nhiệm vụ chúng ta là giải cứu những người đồng đội. Ui, đấm. Nó bắt uống nước xong đấm phổi. Thôi đấy. Check the next feed. Are we just gonna leave him to be tortured? Thành nhiên là nó bị treo đấy đây. Dạ, ui, nó hơi lửa kìa. No match. Vãi chưởng, thôi, mình sẽ tua qua cảnh này nhá. Cảnh này nó hơi bạo lực. That's him, the minister. That's him. Một người đấm, ui, một người đấm. Ui mà nó tra tấn dã man vậy. We have to find out where they're taking. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Rồi, các chú đợi anh tí, anh sẽ đến cứu các chú. Anh sẽ phệt hết bọn nó. Các chú yên tâm. À dám tra tấn chú. Bingo. Chú nhớ mặt nó cho anh. Match confirmed. Moving to secure. Phệt tụi nó. ETA. 2 minutes. 2 minutes. Dám mất nạt đồng đội anh à? Son of a bitch was never funny. You sound like the voice of experience. Đấy. Trust me, I am. Thì thằng này đang rất là phấn khích. Cái gì vậy? RPG. Là cái gì vậy? Đâu rồi. Xoài, xoài. Send more play. Thế thôi sao? Chế độ harder mà chỉ thế thôi sao? Really? Trời đấy. Khó cái đầu ra. Khó ra. Cái gì cơ? Bắn trộm á? Không được đâu. Đâu vậy? Ui thay đạn ra như thế này thì cân cả thế giới các bạn ạ. Hù. Ai nữa? Khó đầu ra này. Easy kill các bạn ạ. Hả? What the fuck? Xoài ơi. Còn ai nữa? À, ra đây, ra nhiều mà. Càng nhiều càng ít.
Mày sẽ thách thức chế độ harder của tựa game Black Ops 3. Kìa, thằng nào vừa nhảy xuống vậy? Ấy à, cuối cùng nó bắn trả là mình được phát. Ôi chết một quả nhanh vãi trưởng các bạn ạ. Rồi, xin lỗi vì đã coi thường cái chế độ harder. Bây giờ thì nghiêm túc lại tí nào. Ờ, nó đam nết, nó đam nết. Ok. Thằng đồng đội của mình thì nó hồn nhiên như cô tiên. Lao lên giữa lòng địch. Chết rồi, ok. Find the hole. Ôi, thằng ở đây đâu rồi? Find the hole. Hết. Nãy là trên kia có một đứa bắn chết mình các bạn ạ. Đây rồi. Đâu rồi? Hả? À, đồng đội các bạn ạ. Giật cá mình, vãi trưởng thanh niên. Đâu rồi? Unix, còn ai nữa? À đây. Có vẻ là hết rồi đấy. Xe, đơn giản vậy sao? À đây. Ok. Cell block ahead. On me. Phải an toàn đấy. À. I'll take point. Break the door. Observation. Cái gì ấy? Úi giời ơi. Kinh chưa? Mở cửa nào. Làm gì đấy? The interrogator has his back to the door. Two sentries inside. The guards down. You are coward. On my mark. 3, 2, 1, go. Sweat. Easy. Do as I say, and you'll make it through this. What about Lieutenant Khalil and the others? Sorry, no time. Khalil was a hero of the Cairo uprising. You know that makes him a valuable asset for their propaganda. Anh chú ý em tí đi, em là nhân vật chính mà. Okay. Example of him. Em này. Right, let's go. Sao anh nói chuyện một mình vậy? Cho em nói với. Vãi trưởng. Here, this one. Get the door. I'll cover. À, đây à. Sao lại là tao nữa? What the fuck? Chúng ta cứ như là nhân vật phụ các bạn ạ. I'll cut the poor bastard làm những công việc như là mở cửa, đứng xem bọn nó nói chuyện. Vãi trưởng thật. Minister Khalil. Khalil, người đồng đội nó ra được giải cứu. Đó rồi, mấy cái thằng ma sát dần các chú rồi. Gọi hết ra đây. Anh giải quyết. Rồi, chuông báo động đã vang lên. Bắn nhau suốt từ nãy giờ, bây giờ chuông báo động nó mới vang lên. Vãi thật. Let's move. Taylor, package plus one, secure and inbound. Plus one, your orders were to extract the minister. His name is Lieutenant Khalil. Sound familiar? Get moving. See you, Tom. Depot ahead will be heavily guarded. Get ready to go loud. Lại tao mở cửa nữa thì tao bảo chúng mày. À đây rồi. Cuối cùng nó mở cửa cho mình các bạn ạ. Nhớ rằng đây là chế độ harder cho nên là mình bắn cực kỳ cẩn thận. Thì đơn giản là chỉ cần thò ra một tí rồi đã chết ngay lập tức nếu mà không chú ý. Không thể nào YOLO theo kiểu siêu nhân được. Đấy. Nó dính một viên đạn thôi. Một viên đạn thôi, chỉ là một viên đạn thôi. Mà đỏ chết cả màn hình, vãi trưởng thật. Gần chết luôn. Ok, ổn rồi. Đó là cái sự phi lý của những tựa game kiểu bắn súng như này. That's our exit.
cargo elevator up ahead. Đây cái đầu à? Cái gì vậy? Unix, còn ai nữa không? Vẫn còn tính đạn các bạn ạ. Oh, what the fuck? What? Hả? 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 Vãi nết. Đây là ai mày? Ai không? Ai xin lỗi nhá. Nhầm. Cái này nó đi đâu vậy? Ê, one in the zone, one in the zone. I'm come back, I'm back, I'm ready back. Vãi trưởng thật, one in the zone. Ui, súng ngon quá rồi các bạn ơi. À, không biết cái nào để đổi cả. Với sao map mới nó cho mình đổi súng không? Đi thôi, đi thôi. Hả? Ồ. Sao game này chúng ta nhỏ vậy? Vãi trưởng. Nãy giờ thì đóng vai nhân vật phụ. Ồ. Cái gì đấy? À đúng đội cứu các bạn ạ. À. Vãi trưởng thật. Cứ tưởng nãy giờ đóng vai nhân vật phụ mà lại chết một quả nhảm lành như vậy thì thật sự là... Ui dồi. Ui dồi rồi. Kinh ngạc. Ui sợi rồi. Cái gì là siêu sao Hollywood vậy? Không ngờ của anh tay lo rồi. Tay to, tay to. Nice to see you, Jacob. You too, John. Được rồi. Anh tay lo với cả anh handle đi kìa, cho em đi ra phát. Still seeing Rachel? Các anh quan tâm em tí đi. Cho em đi ra với. That's a pity. New blood? Vãi thật, của nó lại nói chuyện và lại bỏ mặc chúng ta các bạn ạ. Trong khi chúng ta mới là nhân vật chính. What the fuck? Có lẽ làm phản à? We still set on our exfil? Cho em ra. We're good to go, exfil in 10. Diaz, you're on babysitting duty. Let's roll. Giờ mới cho ra. Ủa, tăng hình à? Really? Really? Công nghệ phát triển đến vậy là sao? Chỉ là năm 2005 mấy thôi mà. Move into the next hangar. Gì vậy? Ô. Căng vậy. Sao lại lên được như nói à? Hả? Đây à? Ui, tưởng gì anh làm được. Ui, đồng hết. Ném bom đi. Chúng ta có nhiều bom. What the fuck, có thằng ở đây. Hả, cung nổ về anh. Đem theo với. Hả, các bạn ơi. Ây ơ. Cái gì vậy? Our weapons are no good against that APC. Căng vậy. Gotta bring down that VTOL. Aim for the missile. Ai ui. Let's try it. Boom. Sợ rồi. APC is down. Really? Sao mày khỏe vậy? Diaz, I'm in position. Copy that. Rendezvous with Hall on the other side of the hangar. Lên nào, lên nào. Follow me. À, thay súng. Ê ôi, ê. Ê, lại bắn thầm rồi. Vãi trưởng. Cái này cái gì vậy? Ammo bot.
À, mấy quả lựu đạn nữa các bạn này. Ui, cứ tưởng ammo bot. À, bọn còn bắn mình á. Lấy lựu đạn, lấy lựu đạn. Ơ, hang chỗ đấy. À đây. À, được rồi. Ui, hello người đẹp, hello người đẹp. Hi, kìa. Vô lý. Mình lại làm nhân vật phụ các bạn ơi. Quái trưởng thật. Được rồi, leo lại cho đúng quy trình rồi. Thua kém em gái. À, xin lỗi. Đâu rồi? Ôi, what the fuck, vãi chửa vật. Hên rồi không bắn mình các bạn ạ. X-Fillers across the bridge up ahead. They'll still be right in our ass. We've set charges all across the base to cover our X-Fill. Ôi, đồng hết. Across the bridge. No one follows us. Ý. À, ném bom. Nhặt sau. Đấy, nhặt lưu đạn này, đấy. Ai ôi. Quái trời đau thế. Gì vậy? Phá hủy cái gì vậy? Phá hủy hai cái xe đó các bạn ạ. Hao chú phá hủy đây. Để cái ta phải chở rồi. Hả? Không cần chạy trong đây ra à? Rồi, đi đi. Hả? À, có cho quả nết nhỉ? Ui, tìm chúng đạn. Căng vậy. Heads up, we have multiple hostiles inside the comms room. Sẽ. Killing lights. What? Yeah. Expect us to fight in the dark. Ai ui, ai. Đau vậy. Ai. Ôi, net. Ui giời, xin chết. Ô, cái gì thế này? Ủi thế này thì làm sao bọn nó có thể chơi game được nữa. Đây, mình sẽ vào và chơi dao bọn nó nhá. Mày, ôi. Really? Đây là gần nó sấy vừa chết mình các bạn ơi. Hay lại gần nó biết mình nhỉ? Rồi, chọn vị trí con ngoan đi nào. Sợi à? Bật cái chế độ gì đó lên cho mình coi nào, cho mình nhìn nó với nào. Đây rồi. Ui, căng thế. Chúng mày. Giờ thì giết bọn nó dễ dàng rồi, đơn giản rồi. Chơi an toàn, cẩn thận thì thắng chắc các bạn ạ. Rồi, clear luôn. Nhưng mà súng ngon quá này mà không đổi được rồi, chán nhỉ. Nào bắn đấy. What the fuck. Ai ôi. Cái gì vậy? Sao mà nó không bắn một kia, nó kỳ thị mình vậy nhỉ? À, cái số nhân vật phụ nó khổ thế cơ chứ. Taylor, Alpha 2 team has rejoined for X-Ville. Vậy mà nó bị hạ rồi. Extract is the satellite tower. Ôi, net. Lại đòi hết màn hình.
Keep up. Secondary route's just ahead. Mình bắn cái gì vậy? Nè. Có vẻ đồng đội chúng ta hoạt động khá là tốt. Clear hết cả đám luôn rồi. Sợ thật. Hả? À, lấy đạn đó. Đây có này. Lên nào. Đấy là đồng đội. À đúng, đồng đội. Xe. You guys hear that? You hearing things already? That itchy finger of yours is infecting your ears. Rồi, đây là gì đây? Fuck you. Shut up. I hear it too. Listen. Holy shit. Contact. Yeah. Contact. Gì đây? Ui, mà là trâu hơn hẳn các bạn ạ. Này là người máy à? Ui, ui, ui. Ui, đông như kiến vậy. Khiếp thật. We're in the clear. We can take it from here. Those other hostages we saw, you can get them out. Not a mission priority. It may not be a mission priority, but there's still people. Cần cả thế giới. Or have you changed so much that you've forgotten what that feels like? Lại là nhân vật phụ nữa các bạn ạ, à. Nó nói chuyện mà nó không hề quan tâm đến mình gì cả. Right, change of plan. Hendrix, your team, let's quan tâm em tí, anh dai. Em mới là player mà. Không phải các anh đéo đâu. Well, get out of here, go. Hát chú gâu hả anh? I got the wheel. Get on the turret. Ui, nó còn leo từ dưới lên nữa, vãi trưởng. Đây, quả xe tăng à. Xe, cầm quả súng xịn các bạn ạ. Xe, cân cả thế giới. Càng đông càng vui. Đấy đây nè. Xe. Nó không nhìn thấy cái gì luôn. Ui, chạy 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 chạy. Ui, tận dụng cả máy bay. Sống gì mạnh vậy? Còn ai nữa? Đông vào, càng đông càng vui. Để hết đây với anh à? Có súng xịn trong tay anh cân cả thế giới. Chạy, máy bay à? Rộng. Hả? Đó, phát kẹt rồi. Chơi đi. Chuyển cho nó, ôi nó leo lên xe tăng mình đấy. Xuống anh, xe của anh. Đi đi my car. Đi lên xe của anh á, hỏi ý kiến anh chưa. Xuống. Nó vẩn. Rồi, xe chạy tiếp rồi. Húc banh xác của nó ra. Xe. Ui cái gì ấy. Bày như chim vậy. Ây ngu. Ây ngu. Ây ngu. Đấy. Gì đấy, đi đường nào ấy. Ui, ngã sắp mà lìn các bạn ạ. Chơi cố mà. Thằng nào lái xe ấy, đuổi việc. Mất xe rồi. Mất súng xịn rồi. Súng ghẻ sao bắn. Ôi gì vậy. Ui. Minister, are you alright? Can you move? I'm fine. Please, just get me out of here. We gotta move. Let's get out of here now. Thôi. Từ nó bắn ra quá. Đây là chế độ harder. Giam ăn với đạn nạc cả thôi, lên đường ấy. Ui, bọn nó ác rồi. Lên xe, lên xe. Ê, cho em lên được. What the fuck. Ây ui. Số nhân vật phụ nó khổ quá các bạn ơi.
trưởng. Đây đang tới. Lấy đéo cho vô giờ thì lại. Ơ kìa. Ơ. What the fuck. Ui. Ôi xong em rồi. Ây ui. Ây ui. Ui xong rồi. Xong này cũng không về rồi. Robot, robot, robot. Mày hả bụi, mày. What the fuck. Ui. Ui. Căng vậy. Ui. Ui. Đừng, đừng anh ơi, đừng anh ơi, đừng, đừng, đừng. Ui. Khó coi quá các bạn ơi. Ui. Ui ui. Ui ui. Ui. Thế này thì sao mà sống. Nghe là cái số nhân vật phụ. Bị cho ra gì à, từ đầu game đến bây giờ, cuối cùng bây giờ bị đập gãy hết hai chân hai tay. Đứt cả cánh tay luôn. Ui. Vãi game này thật, nó kỳ thị người chơi quá các bạn ạ. Đối xử với cả người chơi không ra gì cả. Game này phải lên án. Rồi. Thế thôi, chơi đến thế thôi, đến đây là hết cảm xúc luôn rồi. Bị ghẻ lạnh từ đầu game đến cuối game bị đập ra bã luôn. Vãi trưởng thật. Thoát là không thoát được nữa. Được rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack tựa game Call of Duty Black Ops PS3. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Thời gian này thì mình khá là rảnh, nên là mình up rất là nhiều game lên cái trang PC Crack Gaming rồi. Các bạn nếu rảnh rỗi thì hãy lướt qua trang PC Crack Gaming và download game và để chơi nhá. Và đừng quên để lại một đăng ký và like cũng như là like fanpage Facebook để có thể là cập nhật những game mới nhất mà mình giới thiệu nhá. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.